Thị trường nông sản trong ngày hôm nay thì ghi nhận giá cà phê đi ngang, giá tiêu tại khu vực Đông Nam Bộ tiếp tục tăng nhẹ thêm 500 đồng mỗi kg. Trong khi đó thì giá lợn hơi ngày hôm nay giảm tại nhiều tỉnh thành trên phạm vi cả nước. Hiện giá lợn hơi cả nước được thu mua trong khoảng từ 63 đến 75 ngàn đồng một kg. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi tại nhiều tỉnh miền Bắc đồng loạt giảm 1.000 đến 2.000 đồng một kg so với ngày hôm qua. Riêng tại Thái Bình, giá tăng nhẹ 1.000 đồng một kg lên mức 66.000 đồng một kg, ngang bằng với tỉnh Phú Thọ. Giá lợn hơi ngày hôm nay tại miền Bắc dao động trong khoảng 63.000 đến 66.000 đồng một kg. Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn tại nhiều tỉnh cũng giảm từ 1 đến 2.000 đồng, dao động từ 65.000 đến 72.000 đồng một kg. Thị trường lợn hơi miền Nam cũng ghi nhận mức giảm theo xu hướng chung của cả nước, được giao dịch trong khoảng 71.000 đến 75.000 đồng một kg. Những tháng cuối năm, giá tiêu đã tăng mạnh trở lại. Hôm nay đã lên mức khoảng 57.000 đồng một kg. Với mức giá này, người dân đã bắt đầu có lãi. Hôm nay, giá tiêu tăng 500 đồng một kg ở nhiều địa phương. Hiện giá tiêu cao nhất được ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với mức 57.500 đồng một kg. Giá tiêu thấp nhất là 54.500 đồng một kg được ghi nhận tại tỉnh Gia Lai và Đồng Nai. So với đầu tuần, giá cà phê trong nước hôm nay giảm trung bình từ 800 đến 1.000 đồng một kg, dao động từ 32.000 đến 33.000 đồng một kg. Tuy vậy, Hiệp hội Cacao Việt Nam dự báo triển vọng thị trường xuất khẩu cà phê 2 tháng cuối năm và những tháng đầu năm mới sẽ rất khả quan, không chỉ bởi sản lượng thu hoạch sụt giảm ở nhiều nước, mà đáng chú ý, Hiệp định EVFTA được kỳ vọng sẽ thúc đẩy xuất khẩu cà phê tăng trong thời gian tới. Thưa quý vị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các trận mưa bão lũ lụt trong 2 tháng qua đã khiến cho các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề về nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất cây vụ đông với gần 20.000 hectare bị ảnh hưởng. Với mục tiêu không để thị trường miền Trung thiếu rau xanh, khan hàng đẩy giá rau tăng cao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đang tập trung hỗ trợ giống cho các tỉnh miền Trung giúp bà con sớm khôi phục sản xuất, vực dậy sau lũ. Đồng thời để chuẩn bị cho vụ rau Tết thì đây cũng là nội dung nổi bật trong các hoạt động chỉ đạo điều hành tuần qua của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các tỉnh khu vực miền Trung cần hỗ trợ khoảng 5.600 tấn giống lúa, 225 tấn giống ngô và 44 tấn hạt rau giống. Hiện ngành nông nghiệp mới hỗ trợ được 18 tấn giống ngô và hơn 33 tấn hạt rau giống. Chúng tôi đề nghị là các địa phương chúng ta tiếp tục đẩy mạnh gieo trồng rau để chúng ta phục vụ vào dịp Tết. Và đặc biệt là các tỉnh Bắc Trung Bộ thì sau khi bị mưa bão thì có đề nghị và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chúng tôi đã cung cấp hạt giống rau theo từ nguồn dự trữ quốc gia cho cả 4 tỉnh. Đó là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Thì các tỉnh đã nhận được hạt giống rồi. Tôi đề nghị là khẩn trương chuyển hạt giống cho bà con nông dân và để cho bà con chúng ta sớm gieo trồng lại để khôi phục lại cái vụ đông. Để đảm bảo đủ rau xanh cung ứng cho thị trường miền Trung thời gian tới và nhất là dịp Tết, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các tỉnh miền Bắc tăng diện tích canh tác cây vụ đông năm 2020 lên 20%, đạt mức từ 430.000 đến 450.000 ha. Sản lượng phấn đấu đạt từ 4,6 đến 4,9 triệu tấn, tăng 15% so với năm ngoái. Cái diện tích trồng rau màu vụ đông của các tỉnh Bắc Trung Bộ thì do ảnh hưởng của mưa lũ nên nó sẽ giảm cái diện tích đến, giảm cái diện tích. Do vậy nhưng cái nhu cầu người dân thì vẫn phải cần. Người Việt Nam ăn thì không thể không có rau được. Thì đấy cũng là một cái lợi thế về thị trường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo nông dân miền Trung cần khẩn trương gieo trồng rau màu, ngô tại những khu vực nước đã rút để kịp thời vụ. Song song với đó, nông dân miền Bắc cần tiếp tục mở rộng diện tích canh tác cây vụ đông để cung ứng cho miền Trung trong gần 2 tháng nữa. Và cũng trong thời gian qua, thì Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã tổ chức hội thảo với chủ đề Thực trạng và tiềm năng phát triển mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn tại tỉnh Hòa Bình. Tại đây thì rất nhiều ý kiến đóng góp của các bộ ban ngành liên quan, các hợp tác xã, trang trại, các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp nông thôn đã được đưa ra nhằm phát triển kinh tế vùng nông thôn gắn với du lịch một cách bền vững. Điểm du lịch làng nghề sinh vật cảnh Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội. Với diện tích hơn 2.800 m², anh Nguyễn Tiến Dũng đang sở hữu trên dưới 3.000 cây cảnh với đa dạng mẫu mã. Theo anh Dũng, muốn phát triển du lịch, người dân phải có các công trình hạ tầng như đón tiếp khách, khu
khu vực cho khách trải nghiệm. Tuy nhiên, khi xây dựng những công trình phụ trợ như thế này, phải được sự đồng ý của chính quyền các cấp. Những vướng mắc về chính sách, hạn chế về tích tụ đất đai cũng là một trong những rào cản khiến các hoạt động du lịch nông nghiệp ở Hồng Vân vẫn mang tính lẻ tẻ, tự phát. Thế thì bản thân tôi trong quá trình làm nghề này thì tôi thấy có những cái nó khó khăn về cơ bản. Ví dụ như là về chính sách đất đai chẳng hạn. Làm nghề cây cảnh này thì nó rất cần phải có những cái không gian. Thậm chí phải có nhiều không gian vì trong mỗi một cái khu vườn này nó có nhiều mô đun, nhiều loại hình. Người ta không thể nào làm chỉ có một cái loại cây giống như trồng đại trà được. Mà trong cây cảnh thì nó có cây cổ, cây hiện đại, cây nghệ thuật. Thì nó cần có những cái không gian riêng nó để nó được thể hiện toát lên tất cả những cái đẹp của nó. Thì cái việc mà có cơ hội để tích tụ thêm đất đai hoặc có cơ hội để phát triển thêm hạ tầng thì nó cũng là một cái khó khăn. Những vướng mắc trong việc sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp cho phục vụ các dự án liên kết phát triển du lịch là vấn đề nổi cộm được đưa ra thảo luận tại buổi hội thảo. Hiện nay, theo quy định tại Điều 10 Luật Đất đai năm 2013, quy định đất nông nghiệp không được phép xây dựng công trình nhà ở kiên cố, cơ sở lưu trú. Trước vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cam kết sẽ cùng các bộ ban ngành tháo gỡ, đồng thời ngăn chặn hành vi trục lợi trên đất nông nghiệp để hướng tới phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn một cách bền vững. Để sẽ đưa ra được cái bộ tiêu chí để đánh giá được cái mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn và hướng chuyển đổi là đất nông nghiệp để gắn kết với phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn. Thì có những cái quy chế này, có những cái tiêu chí cơ bản này thì mới cái triển khai được, các địa phương có đồng loạt đã có thống nhất. Và ở đây thì tôi xin nói là chủ yếu là trên cái phương diện là mô hình du lịch nông nghiệp nông thôn thôi, chứ còn các cái lĩnh vực khác là chúng tôi không có đề cập. Cũng theo các chuyên gia, hiện nay việc xây dựng nông thôn mới đang theo 19 tiêu chí chung, do đó chưa tạo được điểm nhấn, chưa tạo được sự khác biệt từ quy hoạch cảnh quan, kiến trúc. Đây cũng là nội dung được Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương tiếp thu và đưa vào chỉnh sửa trong thời gian tới. Trong cái bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới hai giai đoạn 2021-2025 mà Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã trình với Chính phủ, thì trong đó chúng tôi cũng lên rất rõ ngay từ công tác quy hoạch. Chúng ta quy hoạch không chỉ dừng ở vấn đề là sắp xếp bố trí lại, mà đảm bảo làm sao là từ vấn đề chúng ta bảo tồn được cái cảnh quan, cái truyền thống, cái đặc trưng của từng vùng miền. Vì suy cho cùng, chương trình nông thôn mới ngoài cái việc mà nâng cao về đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn thì chúng ta phải giữ được cái hồn cốt của làng quê Việt Nam, chứ chúng ta không thuần túy đơn giản hóa một cách máy móc vấn đề đô thị hóa các vùng nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Tới đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng sẽ đẩy mạnh chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm, đưa các sản phẩm chất lượng vào phục vụ du lịch cũng như phát triển hình thức du lịch cộng đồng kết hợp với nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch gắn kết hoạt động du lịch với các hợp tác xã, trang trại, trong đó chú trọng nâng cao việc đào tạo kỹ năng hoạt động du lịch cho các trang trại, hợp tác xã và người dân. Mục tiêu cuối cùng là tạo thu nhập ổn định cho người dân ở nông thôn thông qua các hoạt động du lịch trải nghiệm. Thưa quý vị, để siết chặt công tác quản lý an toàn thực phẩm, nhiều tỉnh thành phố trong đó có Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng đã triển khai thí điểm và mở rộng thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm. Tuy đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực này, bước đầu tạo niềm tin cho người tiêu dùng, song trong quá trình thanh tra ở tuyến cơ sở, đặc biệt là ở môi trường nông thôn, còn rất nhiều khó khăn hạn chế, vẫn còn tình trạng nể nang và né tránh. Lãnh đạo Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm Hà Nội đơn cử như các cơ sở tại tuyến quận Nam Từ Liêm khi ra quyết định xử phạt đều nộp phạt 100%, nhưng ở tuyến phường chấp hành chỉ 80% do vẫn mang nặng tình làng nghĩa xóm. Khi được thông báo thanh tra, chủ cửa hàng đóng cửa không gặp, còn thanh tra đột xuất, chủ cơ sở không có mặt ở nhà, phải chờ đợi mất thời gian. Bên cạnh những khó khăn về việc cơ sở kinh doanh trên địa bàn nhỏ lẻ thường xuyên biến động dẫn tới khó phát hiện, điều tra và rà soát thì ở cấp xã vẫn có nơi chưa quyết liệt để xử lý vi phạm. Nguyên nhân là do đa phần các hộ kinh doanh là người quen biết nên khi kiểm tra, cán bộ cấp xã chủ yếu là nhắc nhở thay vì xử phạt. Bên cạnh đó, việc thanh tra an toàn thực phẩm của các đơn vị còn gặp nhiều vướng mắc ở khâu nhân lực. Đơn cử như thời gian đào tạo lực lượng thanh tra ngắn, thanh tra viên tại các địa phương vẫn chủ yếu là kiêm nhiệm, nhất là trong thời điểm Hà Nội thực hiện tinh giản cấp xã, cấp phường.
Thưa quý vị, từ năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định thí điểm triển khai thanh tra chu yên ngành an toàn thực phẩm tại quận huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã phường thị trấn thuộc huyện thành phố của 9 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Theo Bộ Y tế, nhờ lực lượng chuyên trách, hoạt động quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đã được triển khai một cách tích cực. Nếu lực lượng thanh tra an toàn thực phẩm được củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động hơn nữa, thì việc đẩy lùi vấn nạn vi phạm an toàn thực phẩm sẽ có nhiều chuyển biến trong thời gian tới. Theo Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tại 63 tỉnh, thành phố đã kiểm tra trên 400.000 cơ sở, phát hiện hàng chục nghìn cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Ngoài các hình thức xử phạt chính, các địa phương còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả như đình chỉ hoạt động, đình chỉ lưu hành, tiêu hủy sản phẩm. Việc triển khai lực lượng thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại phường xã sau hơn một năm tiếp tục thực hiện thí điểm rất cần thiết đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho tiếp tục triển khai. Thì Chính phủ cho chúng ta thí điểm tại 5 quận huyện và 10 xã phường ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định 38 trước. Trên cơ sở tổng kết cái kết quả thí điểm quyết định 38 thì Chính phủ cho phép mở rộng ra thêm 7 tỉnh thành phố. Trước hết là đối với 2 tỉnh thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì áp dụng tất cả các quận huyện xã phường. Theo quyết định 47/2018 của Thủ tướng Chính phủ thì người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm chính là các công chức, viên chức tại các phòng ban cấp huyện, xã và viên chức trung tâm y tế. Thời gian qua các lực lượng này đã vào cuộc tích cực để ngăn chặn tình trạng mất an toàn thực phẩm. Tuy nhiên lực lượng này vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả do lực lượng mỏng. Các cơ sở sản xuất thực phẩm chủ yếu là nhỏ lẻ, theo quy mô hộ gia đình. Do đó, để công tác này đạt hiệu quả, thì lãnh đạo Bộ Y tế cho rằng cần phải chú trọng đào tạo chuyên môn về lĩnh vực an toàn thực phẩm cho đội ngũ này. Sử dụng những cái đội ngũ công chức viên chức sẵn có và không tăng biên chế, đấy một nội dung rất là khó khăn. Kinh phí thì không tăng, nhưng mà vẫn tiếp tục là phải triển khai. Thực tiễn từ các địa phương cũng cho thấy nếu chỉ tiến hành thanh tra theo kế hoạch một lần một năm thì không phù hợp với lĩnh vực quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Quan trọng nhất là phải tăng cường thanh tra đột xuất theo báo cáo, thông tin từ người dân, các nguồn tin khác nhau. Ngoài việc thanh tra, xử lý ngay các cá nhân, cơ sở, doanh nghiệp, tổ chức vi phạm về an toàn thực phẩm thì cần phải có thêm những chế tài mạnh hơn, đặc biệt thực hiện các biện pháp bổ sung như buộc đóng cửa, dừng kinh doanh nếu phát hiện trường hợp tái phạm.